Vâng, em Ngọc Quang Bắc Giang xin được giới thiệu với các bác các anh chị em những cặp loa Audio Center PS10 cộng và IS10 cộng. Những sản phẩm này bên em là hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc với cái giá thành là bằng tiền nhau tại cửa hàng em, 9,5 triệu đồng, hàng đẹp long lanh, hàng bao zin bao xịn các bác nhá. Và em cũng không biết là cặp nào là IS, à đây IS bên này các bác nhá. PS bên này giá tiền bằng tiền nhau thôi nha. Đấy. Thì cái sản phẩm PS này thì nó sẽ là ra trước này. Đấy, cái hộ này nó là một thanh bình thường thôi. Nhưng cái này nó chặn đằng sau bảo vệ đây, có u gập vào đây. Em thấy có vẻ nó cứng cáp. Đấy, nhưng mà cái đời này là ra trước này, đời này ra sau thôi nha. Đấy, kể cả như IS12 cũng vậy. Đấy, đời IS12 thì nó sẽ có phần nó cũng là ra sau, nó gần như là đời sau. Đời trước là PS10 và PS12 cộng, còn đây là IS10 và IS12. Đấy, Ngọc Quang làm rõ để thông báo với các bác. Về vỏ thì giống nhau, tất cả đều giống nhau, bát tép cũng giống nhau các bác nhá. Nhưng mà đời này thì nó ra sau, IS là cuối cùng rồi, nhưng mà sau này không biết là nó có đời nào hay là VS. Đấy, nhưng mà em chưa thấy có VS, nhưng mà IS là đời kịch lốc rồi. Đấy các bạn, ruột gan giống nhau các bác nhá. Và Ngọc Quang thông báo với các bác, em sẽ test trên cái kênh Ngọc Quang Audio, Ngọc Quang Bắc Giang. Ngọc Quang Bắc Giang, các bác sang kênh Ngọc Quang Bắc Giang để nghe những bản test bên Ngọc Quang. Đấy, thì hôm nay em sẽ chuyển trả đơn các bác 5 đôi, thì trong đó có 3 cặp IS và 2 cặp PS sẽ chuyển trả đơn các bác. Rồi thì có 2 cặp IS12 12 cộng các bác nhá, cũng trả đơn các bác về Nam Định và về Quảng Ninh. Đấy, còn 3 cặp loa này em sẽ chuyển vào trong miền trong. Cảm ơn các bác nhá, em sẽ test thử từng chiếc một. Các bác đây này, em đang dùng một dây và em test thử từng chiếc một. Mời các bác sang kênh Ngọc Quang Audio, Ngọc Quang Bắc Giang các bác nhé, Ngọc Quang Bắc Giang, để nghe những bản test bên em. Sau đây xin mời các bác sang kênh